bắt chuột. Đất sau hè mình nó cắt rồi các bạn, nên mình bắt dịch đi bắt chuột về nướng một bữa. Con cống sù các bạn ơi, cống sù nha. Sù nha các bạn. Đây, đây lớn, để từ từ. Trời ơi. Hết biết như con mèo luôn đây nè, đây nè. Dùng ánh rồi. Này dùng ánh rồi. Giấy hả? Giấy. Là cảm không? Thì chết luôn cái gì? Chết bị xe cán rồi. Ê. Hey. Chích vô, chích vô. Chính là hả? Kêu cả sát trọng luôn không? Rồi. Sát trọng luôn nào ơi. Chuột bự bự không các bạn ơi. Uống đu luôn không nè. Chết nè hả? Còn nữa. Dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Lấy tay đi. Thôi còn cục đó nè. Mẹ ăn chùa cống không? Có. Còn thằng nó nước, thằng nó bất ngờ nè, thằng nó đi. Vô nè, mở mở dây động cho luôn tao. Đây nè, đây nè. Chạy nắng đi. Ê, nói dưới cái gì đó. Đây là dạ, cái kỹ á. Nhìn ở ngoài đi, chạy ra đó. Kì. Tới đây, tới đây. Cục bự á. Bự không à. Cái này, cái này. Hay quá. Bộ chó chồ ơi. Bộ thu rồi, bộ thu lớn rồi. Là thu hoạch lớn rồi. Xong các bạn, mình nấu nước chuẩn bị làm chuột đây. Các bạn ơi, chuột mình cháu mình nó đã làm xong chứ mình không biết làm nha. Ngon chưa? Được nhiều nè. Chưa ăn đi. Chưa, chưa ngon. Chưa được, ăn lại ngon. Được, được chục con không Quang Anh? Đây mình cũng đã làm muối ớt rồi đây. Chục con lá nướng đây còn có 8 con. Cái này muối ớt chanh nha. Xanh xanh đỏ đỏ nhìn đẹp tuyệt vời. Dưa leo. Chút nữa mình đi hái bông lục bình thêm. Rau muống đồ thêm. Dưa ba gốc gà nữa. Đây cái đống than mình cũng gần nướng được rồi đây nè. Lửa gần cháy hết rồi. Chút xíu nữa là nướng được rồi. Bước ra đi được rồi. Thôi cháy hết đi vậy. Ông anh mình cũng chơi bông lục bình ăn đủ. Giờ mình đi bẻ thêm nghe các bạn. Đi hái bông lục bình thêm. Bông lục bình ngon quá. Biết ăn rồi bạn. Nói gì rau bông lục bình là đặc sản của quê mình luôn á. Bông lục bình quá ngon nè anh em ơi. Cái đồng quê của mình cái có này là ngon nhất đó anh em. Người ở đây không biết ăn cái này là dở lắm nha anh em. Quá ngon anh em ơi.
ngon đó, bởi vì màu mình ít mẻ độn vô. Được rồi ha. Được rồi, nhiêu được rồi. Ở đây mẻ không, tự nhiên anh em không có ai dày ra gì đâu. Đó, thấy ngon không? Đây, rau của mình gồm có là bông lục bình, rau nhút, rau muống, cổ mực, vú sữa đất. Toàn là rau đồng không các bạn. Rất là ngon. Đây, cái đống than mình cũng gần nướng được rồi đây nè. Lửa gần cháy hết rồi. Chút xíu nữa là nướng được rồi. Bư ra đi, được rồi. Thôi, cháy hết đi vậy. Rồi xong hết trơn, các bạn mời các bạn nhập tiệc với anh em à. Vụ sáu trường đàng hoàng. Đây là ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thơm quá, thơm. Bốn anh em tôi nhập tiệc. Bữa nay ngày đáo tế của Úc Minh mình. Vụ gì? Không à. Nói là mày công cắt sữa nữa. Vụ sáu trường đàng hoàng anh em, vụ này ngon lắm nè. Đây xin chào các bạn nha. Đây, mình hồi sớm mình cũng có đầu clip mình cũng có nói là mình đi bắt chuột đấy. Bây giờ mình bắt xong rồi về. Xin chào các bạn. Hồi sớm mình cũng có nói là đầu clip mình đi bắt chuột, nhưng giờ mình bắt về xong rồi các mình mặn mình nướng nha các bạn. Mình nướng ăn với bông lục bình, đồ có mực, rau nhút, rau đồng không đó, dưa leo, xoài. Mời các bạn. Dưa lá chuối luôn. Rau đồng mà. Đây cái tô nước mưa, nước mưa, nước mưa chấm, mưa ớt chanh, mưa ớt chanh. Mời các bạn. Trời ơi, mày nhớt đâu nhỉ. Trời ơi, mất gì khóc luôn điên lên. Mở đời luôn cái đủ bắt chuột. Thơm lắm nghe các bạn. Ngon mà nó ngọt. Cái con chuột nướng nó ngọt, nó thơm. Bên rất là ngon nghe các bạn. Thêm cái chén cái tô nước mớt chanh này nó cay rồi, thêm vị chanh nó chua nữa, hòa miệng rất là ngon. Nó mới có ăn không mà tụi anh em tôi chưa có ăn, không biết ngon mà nó quảng cáo quá, tụi mình cái vụ đưa nó mỏi tay luôn đó anh em. Nè ăn lục bình nè, ăn đi, ăn thử ăn rau ăn đây. Đúng từ rồi xong chết vô rồi, ngồi vô đi. Nhậu uống trước thì đưa nữa hoài chán. Uống đêm nọc lắm. Đánh người ta không có nói Phật chỉ thời mà. Chết mẹ quên. Cậu. Quá ngon này mà tùy dạng không chưa uống mà. Cho trúng ngon. Anh nhìn xé đi. Cái đũa nè. Rồi vô một cái đá quả một tình. Mày vẫn ăn được mẹ chứ. Hỏi ngon mà bà. Cắn miếng quá ngon nha. Món đó. Mình chấm mình cặp chứ xài sống cũng được nha các bạn. Cũng êm đó các bạn. Rất là ngon. Không có gì mà ngon bằng chuột. Cặp chơi sống được luôn hả? Ừ. Anh ỉa tụt quần không? Để tụt quần quá. Không, mới được mà. Quá ngon à. Lấy bao đi ra góp bao. Cái gì? Ừ, cái mùi không là muốn chậm được rồi. Cũng nếm để vô mâu rồi với người ta coi. Bom mình ăn nữa, nó ngon. Ừ, chấm nè. Té thử ăn miếng chuột coi nó ngon hay sao. Dạ. Ăn thử miếng chuột coi ngon sao. Đưa cho mình quay ăn nữa nè. Cho uống cốc đi. Ngon quá ngon rồi anh em à. Đây uống miếng rượu quá vậy. Rượu tiên nha. Uống hơi bay luôn nha.
ở chợ chứ chưa được ăn gì đâu à. Chỉ ở đây muốn ăn là cũng phải muốn có ăn liền đâu, chờ chồng cắt lúa mới có ăn đó anh em. Cũng gì nói gì nói gì tao mới tình, chịu không có tình. À. À nhưng mà anh Tư ăn đi, anh Tư nhiều lắm. Ăn đi. Thì ăn đó. Nó ngon nhất là cái chai muối ớt á. Để nó đi còn đi nè. À làm anh mạnh đi. Cái đống này từ từ ruộng, từ từ cháo cũng nhiều. Cái chiều mà hai không vô ăn ha. Hả? Tốt Khang, ha. Khang lại ăn đi con. Ngọt quá. Sao Phúc? Chuột ngọt quá nè, mỡ, có mỡ. Cắn cái xịt mỡ là đã, sướng. Chuột tươi mình làm mình ăn liền cho nên nó rất là ngọt. Thịt chuột đồng. Có gì mà ăn chuột đồng nó ngon nhất. Cái cặm chuột ăn ngon hoài, không có bưng này nó ngon hay vậy. Nếu miếng nó trong mặt. Đưa vô một cái cho nó quen. Nó trăng rồi đó. Thôi, cái nó uống đụng, cái nó cũng đụng. Nào uống rồi, để đủ đi. Tự đi. Thấy không? Đủ ngoài anh đi ra. Hay là cháu mà mày. Đụng bao còn uống, quên nó lộn với mày. Tao uống mày. Ăn gì nó mới ngon cọc. Tao nhắm không mày. Nhắm miếng à, chứ uống. Quá im à. Mua mua ớt ăn được không anh Út? Cái ăn mua ớt này nó làm ớt hơi nhiều. Ở cay mà thiệt tình là nó ngon. Mà tôi cũng chán mà tôi ăn chứ. Cay hả? Cay, cay quá cay luôn mà ngon. Không có ớt trong cay. Ớt cay thì đủ ngon. Cay nè. Ớt cay xài chua quá, ngon lắm á. Biết sao không? Tại vì đám ớt nhà đó thành ra nó cay. Chứ mua chứ không dám làm cái này đâu. Mua chứ không có làm nhiều đâu. Ớt 50-60 ngàn ký mà. Ớt cay mà vụ cay nữa, xài chua nữa. Nói gì quảng cáo lên anh ta biết. Bữa nó hay cái mỡ nó hay cái này là đã chút mà. Nếu ăn chuột không có ăn. Mà thấy chịu ăn là chuột cắm mất tiêu hả? Ai ăn đâu đó mà chưa dám dớ miếng nào. Không thật không á không. Thấy mà chuột cắm đâu. Ăn hơi cắm luôn quá. Không. À, con cháu có hiếu ghê mà nó biết thấy. Nó thấy luôn rồi hết chứ hết gần rồi nó được. Đây con xé cộng miếng này im lắm nè. Mà ăn chung mày nó đi ba giò nữa. Cái này mình thêm đó. Chung chung này ngon. Giờ thấy là ngon lắm em. Hả? Hả? Cái con này ngon. Ngon. Đầu không ạ? Chưa chưa. Ở đây mấy anh quay làm ý mấy anh trong đây làm chơi quay không. Ba mô bình vô cái chứ rồi. Nghe các bạn. Mình cặp với bông lục bình nghe các bạn. Đọt đâu muốn anh không? Đọt có muốn. Đã cớp rồi. Anh em thấy quê mình dễ sống lắm là có mực nè. Có gọn vô mấy thịt. Có mực nè, vú sữa đắt nè. Dâu muốn nè. Cũng mồm cái gì vậy ta? Ờ, dâu nhút nè, anh em đưa vô coi. Ăn vô rồi, cấu dễ đi cầu lắm nhẹ ve à. Thử coi. Ừ. Sao nghe bông lục bình vậy trời. Thấy lên rồi đó. Ăn nữa hả? Ăn lại. Con muốn rồi. Để hả? Okay. Còn để ai uống được không? Để bữa khác uống không? Mình. Dạ. Yeah. Mấy này uống để bữa khác làm nữa phải không? Ừ. Dư mua thì uống cho hết. Mốc có đầu làm, mốc không đi mua nữa phải không? Để làm mình quay. Mình mới ra lò nó còn hơn nghèo hết. Không lấy 80 ngàn mà. Giờ lấy mình treo đây đi, nào ấy làm tiếp nữa. Ê. Nó cũng đỡ thúng lũ không? Bởi đỡ ngu chứ. Đó, đó gì đúng là đúng lực rồi đó. Đúng lực giang hồ đó. Đợi bây giờ vậy đó. Đúng lực giang hồ nào cũng muốn cho nghỉ mày. Còn đủ để mới túng nữa mày. Giang hồ cha không tóm đồ. Ờ, giờ nó có phí. Giờ không tiêu ta. Đi ra đầm rồi. Trời ơi, bữa này. Bữa này xây luôn quá mậu. Cái này mấy sâu vụ che vụ mấy nhảy uống chích mà này nó uống bia. Ừ. Uống gì vừa nghe em chấm gậy đó nghe Tư. Bỏ uống mấy hai ba ngụm bỏ mặt cho kìa. Thấy con nhiều chưa đựng ly nó vô. Quá vậy anh em à. À làm thêm cái đồ đi Phúc. Ăn đi. À
để nhượng nó không kệ. Ờ mà ăn đi, anh em thấy con chuột bự chứ nó ngon chứ thật sự nó ngon, ăn con chuột nhỏ quá thưởng thức là nó biết ngon. Thì nó mềm. Nghĩ bữa nào làm nữa đây. Giờ cũng mặt đẹp trai, cũng mặt lì với sợ ớt, ăn vô hết hà lia lịa chứ. Trời, nó sợ ớt mình ăn cái gì? Cái nào đụng nó chê mình quá à, phải không? Dễ. Nè nó chê ớt mình ăn ớt, nghe không? Bởi vậy? Ừ. Nó đỡ tốt, khỏi đi mua. Tính cái ổ đời, ổ gì tính vậy đó. Ngon. Cái này mà đưa vô dưới này thì còn gì bằng nữa. Có miếng chuồng này quẹt hết nổ. Ăn thì mới ngon chứ ngó gói không có ngon. Không. Ở trong đồng đang vậy. Bởi vì bẻ xuống rồi đi bẻ trong một bình nó hỏa. Không. Bởi vì ăn vậy đó. Để mình làm giống cố coi ngon không? Sợ nó ngon lắm, ngon hơn mình gói nữa. Ở trong đồng đang vậy đó. Nó ngon mà quên giết quên ăn chuột luôn á. Bây giờ chính các bạn với anh em trong hội trường bây giờ chưa giới thiệu, đây là ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Phú, tỉnh An Giang, ở vùng đất cao biên nha, giáp danh với Campuchia. Mấy anh em tôi chuột này bên Campuchia chạy qua đó chứ không phải bên đây khó đâu nha. Lần trước giới thiệu xa quá, ở dịch đầu dịch bệnh nhiều lắm. Để Campuchia bị ta chưa biết Campuchia biên giới. Udon xanh một tay có gì ông nội à. Ăn cái này đi anh em ơi, cái này dầu già nó xứ mình dữ lắm. Ăn Campuchia rồi. Campuchia không biết tiếng Campuchia không? À, nói gì Campuchia ông muốn nói gì ông? Campuchia kêu ông chuột là cái gì phải không? Để kêu ông chuột. Chặt lắc gì chứ nó kêu gì kêu ông chuột không? Nhưng mà có chuột chặt lắc thì kêu chuột lắc. Chặt lắc là ông chuột lắc. Cái này ăn không có cáo chị cha. Không nói cho trời, không nói nữa, ta nói nữa. Ta nói gì dứt rồi đó, nghĩ mày tới mày nói đi. Công chúng lại cho nó cực khổ rồi cho ông nói. Không đi đàng hoàng ta không cho ông nói. Bây giờ chính các anh em với bạn, đây là ca sĩ từ thành phố mới dứt về bữa nay anh em. Sao ăn quá ăn bằng cái ca nè. Giờ ăn rồi ca hay sao? Hả? Không có ca. Sao vậy? Ca uống clip nữa. Đó đó. Hư bỏ chưa phải không? Không có đờn cao được phải không? Hả? Ca có đờn. Bây giờ có diễn nhừ luôn. Nó có dân dĩ mà. Nói nhiều không uống trời, uống không giót à. Hả? Uống không giót à. Uống giót thì uống có gì đâu. Này răng sâu ruộng ngoài nó phải cầm được. Lít lít như ngắm mà. Thấy không? Vụ của sáu trường đó nè, uống mà không trường là không ngon. Uống phải trường mới được, phải không? Rồi xin vượng hậu trường phát biểu lên vài tiếng. Đây là giám đốc công ty phát hành. Nói đầu lặng lại cho em giờ giám đốc không có đồng bạc luôn bây giờ. Chắc không? Nói cái lộn nữa ta. Thôi đến đây cũng cho mình xin kết thúc video nha các bạn. Dạ. Video kết thúc rồi. Thì các bạn có yêu thích cái kênh của mình thì cho mình xin một like, một share và một chia sẻ. Chào các bạn. Like, share, subscribe. Vỗ tay cái đi. Anh thôi về vô làm. Trời ơi, xây luôn vui. Dạ quá. Đám cưới nhà ai vui thật là vui. Xa xa chung ngô chúc nhà tưng bừng. Rồi mình treo lên. Hôm nay mà cưới. Bữa nào cũng. Không để nó nắng nó gọi vô. Cái nhánh cầu ke cho nó mát để đó nó gọi nắng vô cái nó hư á.